Minh Ngân và Quỳnh Hoa xin được kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị ơi, ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Minh Ngân tin chắc là hơn bao giờ hết mỗi chúng ta đều ý thức rằng sức khỏe là vốn quý, có sức khỏe là có tất cả. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Minh Ngân thấy những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe nó đang ngày càng bị đe dọa nhiều hơn bởi vì các tác nhân, những cái yếu tố bên ngoài, môi trường ô nhiễm, là thực phẩm thì không lành mạnh, và chưa kể đó là chính những cái sự lo âu trong tâm trí của chúng ta, stress, căng thẳng kéo dài, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nhất là một cái vấn đề sức khỏe mà Minh Ngân nghĩ chắc chắn rất là thường gặp với những người mà thường xuyên phải lao động trí óc nè, căng thẳng nè, đó là những vấn đề liên quan đến dạ dày. Khi mà chúng ta có những vấn đề về dạ dày thì sao ạ? Quý vị sẽ dễ cảm giác nóng rát ở bụng trên nè, rất là dễ ở hơi nè, ở chua nè, thậm chí là buồn nôn, khó tiêu. Và những cái triệu chứng này nếu kéo dài có khả năng chúng ta đã bị loét dạ dày rồi đó quý vị. Và khi mà loét kéo dài thì sao ạ? Nó làm cho mình mệt mỏi, chán ăn nè, và nó có thể dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Nhất là một cái biến chứng mình Ngân nghĩ là nghe đến là chúng ta đều sợ, đó là chính là ung thư dạ dày, đúng không ạ? Và chắc chắn là để có thể giải quyết được nỗi lo này thì ngày hôm nay VTV Hyundai sẽ mang đến một giải pháp cho quý vị ạ. Và giải pháp ngày hôm nay mà Quỳnh Hoa và Huỳnh Ngân muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là sản phẩm Procomin Air. Một bộ gồm có 2 hộp Procomin Air, mỗi một hộp chúng ta sẽ có 30 viên. Và 30 viên như thế này, chúng ta mua một bộ 2 hộp, chúng ta còn được tặng thêm một hộp Procomin Air cùng loại nữa thưa quý vị, để mà chúng ta có thể ngăn ngừa những triệu chứng mà liên quan tới dạ dày nè chị Huỳnh Ngân. Và bên cạnh đó còn có thể giúp cho chúng ta kháng viêm nè, và bảo vệ niêm mạc dạ dày của chúng ta nữa. Bởi vì sao? Như chị Huỳnh Ngân cũng có chia sẻ ngay từ lúc đầu á thưa quý vị, là nếu như mà dạ dày của chúng ta có vấn đề chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà tập trung làm việc được, đúng không chị ạ? Đúng rồi. Và bên cạnh đó, nếu mà không tập trung làm việc được thì mọi thứ dường như là bị trình trệ, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta không dành thời gian để tìm hiểu về sản phẩm Procomin Air này để có thể bảo vệ sức khỏe không chỉ của bản thân mình mà còn cho những người xung quanh nữa? Dạ, và quý vị ơi, chắc hẳn là quý vị cũng biết rồi đó, cái con số tỷ lệ phần trăm người mắc những cái vấn đề liên quan đến dạ dày tại Việt Nam của chúng ta thì ngày càng cao hơn. Năm sau nó lại cao hơn năm trước, bởi vì áp lực căng thẳng thì càng lúc nó càng tăng chứ nó không giảm đi chút nào hết, đúng không ạ? Và bản thân Huỳnh Ngân kể riêng cái chuyện nhà của mình thôi nha, nhà mình có 4 người, ba mẹ và 2 chị em. Thì 4 người đã có 3 người mắc bệnh dạ dày. Quý vị có tin không ạ? Huỳnh Ngân nói hoàn toàn là sự thật, không ai đem chuyện bệnh tật ra để bịa đặt, nhất là dành cho những người thân của mình cả. Và 2 người trẻ là sao? Huỳnh Ngân và em gái mình là chuyên gia ăn uống không điều độ nè, rồi bắt đầu là căng thẳng, áp lực của công việc nó quá là nhiều nè, rồi chưa kể là hay ăn những cái đồ nóng, những cái đồ chiên giòn ha, hoặc là những cái đồ nó có cái tính chất cay nè, hoặc là chất có ga nè, chất kích thích nè, cà phê đó quý vị, Huỳnh Ngân nghiện cà phê mà, rồi bắt đầu nó có những cái vấn đề về dạ dày, về lâu về dài ha, mỗi lần mình bị đau dạ dày một cái coi như là cả người nó co quắp lại luôn á quý vị. Và mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó tuôn ra, nó đau mà họ đang dẫn chương trình phải tạm ngưng lại, xin ngưng quay để mà qua cái cơn đau. Và những cái cơn đau nó hành hạ như vậy, ai mà đã bị đau dạ dày nghe Huỳnh Ngân tả là sẽ hiểu ngay. Trời ơi, chị giống như là chị đang nói tới em vậy đó. Vậy luôn đó hả Hoa? Dạ, hồi còn bé xíu em không có tin chị, không có tin đâu quý vị. Người ta nói là gần như là 90% người Việt Nam của chúng ta bị các chứng về dạ dày. Hồi đó 16, 17 tuổi, tuổi bẻ gãy sừng trâu đâu có quan tâm đâu. Nhưng mà làm việc nhiều nè, cái không có quan tâm, rồi không có ăn uống điều độ như chị nói. Cái xong rồi mệt mà đói bụng á, thì em sẽ chọn đói bụng trước cái em ăn. Em ăn xong cái căng dạ bụng trùng dạ mắt, cái em ngủ. Em cứ làm liên tục như vậy quý vị, thì một cái thời gian tự nhiên cái mình thấy mình bị đau nè, và mình bị ở hơi lên đó quý vị. Thậm chí ở hơi nha, mà Quỳnh Hoa còn không ở hơi được nữa, nên nó rất là đau. Và đi bệnh viện một thời gian dài, khoảng chừng gần một năm á chị, là phải nằm gối 45 độ. Thưa quý vị, ngủ mà nằm gối cao như vậy nó rất là đau lưng, rất là đau đầu luôn. Thì nó ảnh hưởng rất nhiều, cũng chỉ vì là mình không biết dành thời gian để mà bảo vệ dạ dày của mình, hoặc là những cái triệu chứng nó dần dần á, mà Quỳnh Hoa không có để ý, rồi Quỳnh Hoa không có chịu chăm sóc, không có chịu để ý như vậy, thì có phải là một cái quyết định sai lầm tuổi trẻ của mình không quý vị ạ? Nhưng mà đó là quyết định sai lầm của tuổi trẻ. Mình có thể là từ từ mình khắc phục ha, mình thay đổi lối sống. Nhưng mà với những người già thì sao? Huỳnh Ngân thấy như mẹ của mình á, giờ muốn khắc phục cũng không khắc phục được. Bởi vì sao ạ? Mẹ uống điều độ vô cùng, nhưng bị một cái là mẹ uống thuốc điều trị bệnh về lâu về dài, những cái bệnh mãn tính về xương khớp ha, thì bắt đầu là mẹ uống thuốc. Và uống thuốc như vậy nó hại dạ dày á quý vị. Uống về lâu về dài mà bắt đầu là đau bao tử, loét bao tử, và bây giờ ăn uống rất là khó khăn. Thậm chí là cái bệnh dạ dày nó hại ở chỗ là gì ạ? Nếu như mình đợi nó bị nặng rồi á, bắt đầu mình uống thuốc trị á, uống thuốc vào nó lại có những cái tác dụng
gọi là tác dụng phụ đối với dạ dày, và cứ như vậy nó là một cái vòng luẩn quẩn mình không có thoát ra được, khổ lắm quý vị ơi. Cho nên nó hỏi nếu như mà Ngân biết được cái sản phẩm này sớm hơn thì tin chắc là mình đã mang về cho mẹ mình dùng trước khi mà đã có những biến chứng đó quý vị, trước khi đã trở nặng cái căn bệnh, thì Ngân nghĩ bảo vệ dạ dày vẫn luôn là lựa chọn mà Ngân tin là chúng ta nên đặt lên hàng đầu. Mà đặc biệt nha, với những sản phẩm mà có nano curcumin như là trong chương trình ngày hôm nay, quý vị để ý nha, tìm hiểu một chút mình sẽ thấy nó còn tuyệt vời, nó còn lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần so với những cái loại curcumin thông thường ạ. Dạ, và các truyền thông báo chí cũng đã đưa tin về tác dụng tuyệt vời của nano curcumin, nhưng mà không phải là tự nhiên mà mình có thể chiết xuất ra nano curcumin một cách là dễ dàng như vậy thưa quý vị. Có thể nói nano curcumin hoặc là những cái tinh chất từ trong nghệ là một niềm tự hào của nền y học Việt Nam. Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì cách đây khoảng một vài thập kỷ thôi chị Huỳnh Ngân, thì dường như mà để chiết xuất được những cái tinh chất từ trong cái hạt nghệ, từ trong cái củ nghệ ra là một điều rất là khó, bởi vì chúng ta muốn làm như vậy phải có công nghệ cao. Hồi xưa Việt Nam mình cũng chưa có phát triển như các nước ngoài nhiều á, nên cái điều này rất là khó. Nhưng dường như rất là may mắn khi mà sản phẩm ngày hôm nay á, hầu như 20% là nano curcumin trong sản phẩm Procumin Air của chúng ta, để làm sao để có thể thẩm thấu vào các tế bào của chúng ta một cách dễ dàng nhất, để có thể dễ dàng mà tiêu hóa và từ đó thì phát huy được tác dụng của sản phẩm một cách tốt nhất nè, bảo vệ dạ dày nè, giảm các nguy cơ về viêm loét dạ dày nè, rồi dành cho những ai mà gọi là sau cái quá trình mà mổ cần phục hồi vết thương nè, rồi tăng cường sức đề kháng, và còn nhiều những tác dụng nữa mà không biết là chị Huỳnh Ngân có thể giới thiệu cho mọi người được không ạ? Dạ đây ạ, chắc chắn là với ông bà cô chú ở nhà mà nhắc đến nghệ á, Huỳnh Ngân nói là mình khỏi cần giới thiệu luôn á. Ông bà cô chú là đã biết về những cái công dụng của nghệ từ ngàn xưa rồi đúng không ạ? Nghệ là ông bà truyền tay nhau đời đời rồi, để mà sử dụng làm gì ạ? Bởi vì nó có tính kháng viêm rất là tốt quá quý vị. Và ông bà mình chắc hẳn là cũng đã từng dùng nghệ để mà chữa trị những cái vết sẹo, những cái vết tổn thương ở trên da nè, tổn thương ở trong cơ thể nè. Nhưng mà Huỳnh Ngân tin chắc một điều đó là nghệ ngày xưa nó tốt, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng phụ. Nó nóng lắm quý vị, mình sử dụng lâu dài thì nó có những cái tác dụng mình không mong muốn. Nhưng nếu mà nói về công dụng của nghệ thì thôi, chắc chắn là ai cũng sẽ phải đồng ý là nó có khả năng phục hồi rất là tốt, nhất là với các mẹ sau sinh đó đúng không ạ? Huỳnh Ngân đã qua giai đoạn sinh nở rồi, trời ơi, cơ thể mình coi như là nó tan nát, nó nát bét luôn, và muốn phục hồi thì phải làm sao? Ông bà từ ngàn xưa đã biết dùng nghệ rồi, nghệ nó quá tốt, nó có một công dụng tuyệt vời ở chỗ là kháng viêm và làm lành những cái vết tổn thương của cơ thể. Và thậm chí là ngày nay khi mà quý vị thấy mình tận dụng những công nghệ phát triển của y học á, mình sử dụng được tới cái nano curcumin á, tức là cái phân tử siêu nhỏ li ti của cái hạt nghệ á, để làm gì ạ? Nó giúp thẩm thấu vào cơ thể mình rất là tốt, nó đi qua được các lớp niêm mạc ở ngay trong bao tử của mình. Thay vì mình tán cái bột nghệ ra thì mình vẫn nhìn được cái bột nghệ bằng mắt thường, nhưng nano curcumin là cái gì ạ? Là tinh nghệ mà quý vị không thể nhìn được bằng mắt thường, nó thấm được vào trong niêm mạc bao tử, những cái nơi đang bị tổn thương đó, nó vào và nó làm lành, nó chữa lành những cái vết loét. Và quý vị có hình dung được không ạ? Khi mà chúng ta có một cái bao tử mà nó đầy những cái vết loét á, nó gây ra những cái đau đớn á, thì chắc chắn là chúng ta cần nó lành càng nhanh càng tốt. Thì cái sự thẩm thấu nhanh, nó là cái điều mà chúng ta tiên quyết cần phải lựa chọn. Và nano curcumin thực sự đã làm được điều đó đó quý vị. Và một điều đặc biệt đó nha, chúng tôi còn có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi để dành cho quý vị trong ngày hôm nay. Tại vì sao? Chúng tôi đã có một cái sản phẩm tốt nè, chúng tôi được bán ở trên những cái hệ thống thuốc rất là nổi tiếng nè quý vị nha. Và điều quan trọng là chúng tôi còn được xác nhận nội dung quảng cáo trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi nói hoàn toàn là chính xác quý vị nha. Và đặc biệt là nó có một cái công dụng rất là lớn của sản phẩm này đó quý vị. Quý vị cùng nhìn với Huỳnh Ngân đi ạ. Không những dùng cho người viêm loét dạ dày, hành tá tràng là người đang trong quá trình làm lành vết thương hồi phục sau mổ, người phụ nữ sau sinh, mà đặc biệt có một công dụng là dành cho người đang và sau quá trình hóa trị hoặc xạ trị. Hóa trị xạ trị nó làm tàn phá cơ thể rất là nhiều, bởi vì bên cạnh việc nó tiêu diệt những cái tế bào u bướu ung thư thì nó còn có thể là ảnh hưởng đến những tế bào lành trong cơ thể. Vì vậy mà với sản phẩm được chứng nhận là có khả năng dùng được cho người hóa trị xạ trị, hỗ trợ cơ thể làm lành, thì chúng ta biết là cái khả năng làm lành của sản phẩm này nó tuyệt vời đến như thế nào rồi đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Đã được công bố và được xác nhận bởi Bộ Y tế thì công dụng tuyệt vời của Procumin Air không thể nào không bàn tới nè quý vị. Thứ nhất là bảo vệ gan, cái thứ hai là chống oxy hóa, thứ ba là bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng, và đồng thời thì giảm các nguy cơ về ưu bướu do các gốc tự do gây ra. Chỉ trong một cái sản phẩm như thế này, một bộ gồm có 2 hộp Procumin Air, thì chúng ta lại được tặng thêm một hộp cùng loại nữa là có 90 viên. Không phải tự nhiên mà người Việt Nam ta có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
để mà có thể bỏ ra một số tiền nhỏ như vậy chữa các chứng bệnh sau này, phòng ngừa các chứng bệnh sau này về viêm loét dạ dày nè, hoặc là ăn uống thất thường nè, bị stress bởi vì cuộc sống hàng ngày nhiều á, thì các axit ở trong dạ dày của chúng ta tăng lên, nó bị trào ngược dạ dày nè, đầy bụng khó tiêu nè, nóng ở cái vùng thượng vị của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến công việc quý vị ơi. Và bên cạnh đó, không chỉ riêng chúng ta mà những người thân trong gia đình, nếu như mà không để ý đến sức khỏe, nếu mà không chú ý đến những triệu chứng như thế này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta sau này. Vậy thì tại sao chúng ta không dành thời gian trong chương trình ngày hôm nay chỉ với 30 phút thôi? Quý vị hãy tìm hiểu và gọi ngay cho VTV Hyundai để được một đơn hàng gồm có một bộ hai hộp Procomin Air 30 viên một hộp và được tặng một hộp cùng loại nữa. Dạ, và quý vị ơi, đặc biệt là nếu mà quý vị đi ra những cái hệ thống, những cái chuỗi cửa hàng nhà thuốc lớn á, quý vị tìm mua sản phẩm này là quý vị sẽ đảm bảo là có được, nhưng chúng tôi không có cam kết cho quý vị là được mức giá như ngày hôm nay đâu ạ. Quý vị mua hai hộp này thì quý vị chỉ nhận được hai hộp thôi, nhưng chỉ có trên VTV Hyundai trong chương trình này thì quý vị mua hai hộp quý vị mới được tặng một hộp. Bởi vì sao ạ? Nhà cung cấp, nhà sản xuất của thương hiệu này thật sự mong muốn lan tỏa cái công dụng tốt của sản phẩm đến với nhiều người hơn. Chứ thật ra là sản phẩm này cũng bán rất là chạy ở cái hệ thống là cửa hàng nhà thuốc đó quý vị. Nhưng chúng tôi mong muốn là với ai mà còn chưa biết đến thương hiệu này, nhờ qua chương trình VTV Hyundai Home Shopping mà quý vị nghe được, mà quý vị ứng dụng cho bản thân của mình cũng như những người thân á, thì chắc chắn đây sẽ là cái điều mong muốn mà chúng tôi mang đến, đó là giá trị cho cộng đồng đó quý vị, nên mới có mức giá này. Quý vị không tin, quý vị ra những cái chuỗi nhà thuốc lớn đi ạ, quý vị hỏi sản phẩm này quý vị biết giá, quý vị quay trở lại đây và gọi, không những là đặt một bộ đâu, mình đặt 10 bộ quý vị nha, coi như là đặt 10 bộ là mình được tặng 10 hộp đó quý vị. Mua 2 tặng 1 là ưu đãi cực kỳ lớn, chỉ có trên VTV Hyundai mà thôi. 449.000, giá đã được giảm rất là nhiều rồi thưa quý vị, chỉ trong vòng 30 phút thôi. Nếu mà trong cái thời gian vàng này mà chúng ta không gọi điện lên cho VTV Hyundai thì rất là ổn luôn quý vị ơi. Nano curcumin là thành phần chính ở trong củ nghệ và có tác dụng là kháng viêm nè, bảo vệ niêm mạc dạ dày nè, còn thanh lọc gan của chúng ta nè, và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng về dạ dày, về các bệnh lý liên quan tới dạ dày sau này, về đường tiêu hóa của chúng ta. Như chúng ta cũng đã biết thì nano curcumin ở trong cái sản phẩm củ nghệ tươi của chúng ta đó đã được gọi là quảng bá, đã được rất nhiều người biết đến về công dụng tuyệt vời của nó, và được chiết xuất từ công nghệ nano cao từ sản phẩm của chúng ta như thế này để dành thẩm thấu vào các tế bào nè, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vậy thì chúng ta tại sao không dành thời gian để tìm hiểu sản phẩm này thưa quý vị? Dạ đúng rồi quý vị ơi, và đặc biệt nha, với cái công dụng mình nghĩ là vô cùng cần thiết luôn, đó là sẽ giúp chống oxy hóa. Nó là gì ạ? Nó sẽ giảm được các nguy cơ mình mắc những cái bệnh về u bướu do các gốc tự do gây ra quý vị ha. Rồi chưa kể là đã được xác nhận rất là cụ thể luôn là dùng tốt cho cái người đang hoặc là sau quá trình hóa trị hoặc xạ trị. Bởi vì sao ạ? Cơ thể chúng ta bị tổn thương, khi mà chúng ta hóa trị xạ trị là gì? Mình diệt những cái tế bào bị ung thư, nhưng bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những cái tế bào lành. Và đây là một cái phương thức khi mà chúng ta sử dụng Procumin E này nè quý vị, nó sẽ mang cái công dụng là chữa lành và nó phục hồi những cái vết tổn hại do các hóa trị và xạ trị gây ra. Vậy thì quý vị nghĩ đi, một cái sản phẩm nó tốt như vậy tại sao chúng ta còn chần chừ gì nữa? Bởi vì ngày hôm nay duy nhất trong thời gian phát sóng, quý vị mua 2 quý vị mới được tặng 1 quý vị nha. Còn với những cái sản phẩm tốt như thế này ở ngoài thị trường mình mua được á, nhưng mà mình mua 2 thì chỉ nhận được 2 thôi, không có được tặng thêm bất cứ sản phẩm nào đâu ạ. Nhanh tay lên để sản phẩm này mang đến nhà của chúng ta quý vị ha, có thể là dùng cho bản thân mình là bảo vệ, ngăn ngừa những cái triệu chứng liên quan đến dạ dày quý vị nha, hoặc là dành tặng cho những người đang có vấn đề về dạ dày hoặc là hóa trị xạ trị. Mức giá siêu ưu đãi mua 2 tặng 1 chỉ có 449.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị cũng đã biết thì tất
cả các triệu chứng về dạ dày nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu chị Huỳnh Ngân ạ. Như hồi nãy thì Quỳnh Hoa cũng đã chia sẻ là mình ở hơi nè, ở chua nè, mình khó tiêu, mình mệt mỏi. Mà quý vị biết không, như chúng ta cũng đã biết thì cơ thể của chúng ta không chỉ có một bộ não mà có tới hai bộ não. Và dạ dày đó chính là bộ não thứ hai của chúng ta. Đúng rồi. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chỉ cần ảnh hưởng một chút xíu thôi là chúng ta không có làm được gì hết quý vị ơi. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi nè, chúng ta lúc nào cũng cái người của chúng ta cũng bị đừ ra và nó đau á, nó đau đến nỗi mà em ngồi thẳng không có được luôn á chị Huỳnh Ngân. Em phải ngồi hơi cúi một chút xíu này, thở mạnh cũng không được nữa. Mà bởi vì sao? Bởi vì mình không có chú ý tới sức khỏe của mình. Mình chỉ cái nguồn sống của mình hàng ngày nhanh quá, mình cứ làm việc rồi mình cứ ăn uống không có khoa học, rồi mình ăn xong rồi mình lăn ra mình ngủ, hay là mình ăn uống nhiều chất như là nước ngọt có ga nè, hay là chất chiên dầu nhiều mỡ nè, thì ảnh hưởng rất là nhiều. Đúng rồi, bởi vì cái phần trăm người mắc những cái bệnh về dạ dày tại Việt Nam của mình thì nó rất là cao và càng ngày nó lại càng cao hơn, bởi vì áp lực cuộc sống, bởi vì chất lượng môi trường, chất lượng thực phẩm ha quý vị ha. Cái điều này không cần bàn đâu, quý vị thử hỏi đi ạ, trong một gia đình. Huỳnh Ngân đặt câu hỏi liền luôn, quý vị nhìn lại đi ạ, nhà mình có ai có những cái triệu chứng mà chúng tôi vừa kể ra không ạ? Hay ở hơi nè, hay đau bụng khó chịu nè, ăn không tiêu nè ha, hay là cảm giác đau rát ở vùng thượng vị đó. Bây giờ Huỳnh Ngân nói thật nha, bản thân Huỳnh Ngân bị bệnh dạ dày á quý vị, nó ác một cái là nó không có đau ở vùng thượng vị, nó đau sau lưng á quý vị. Lúc đầu mình không biết là mình bị dạ dày đâu ạ, sau đó mình đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ mới nói là cái khả năng cao là bị dạ dày rồi. Mình nói ủa dạ dày mà đau sau lưng, thì bác sĩ mới nói là bởi vì cái vết loét nó nằm ở vị trí nào thì mình sẽ cảm thấy đau ở vị trí đó. Và thật sự lúc đó mình mới tá hỏa là ôi ôi, mình đã bị tới cái bệnh gọi là loét dạ dày rồi. Trời ơi, cái quá trình phục hồi thì nó vô cùng là căng thẳng nhiều khê luôn quý vị. Và thực ra lúc đó thì rất là nhiều người chỉ Huỳnh Ngân sử dụng các tinh chất từ nghệ để mà bổ sung vào cơ thể, và nó giúp làm lành rất là tốt. Tuy nhiên quý vị biết không, nếu mà người ta cứ lạm dụng cái việc là mua những cái viên nghệ trôi nổi ở ngoài thị trường á, mình không có biết mức giá nó như vậy mà người ta sản xuất có đáp ứng được với những cái yêu cầu khắt khe hay không, mà chúng ta cứ mua và uống vào người rồi bắt đầu là có thể là nó có những cái sự bị nóng của cái nghệ mà tự nhiên á quý vị, làm cho bắt đầu là mình lại bị kết bã với những cái thức ăn có trong dạ dày, nó tạo thành những cái khối luôn á quý vị. Dạ, và đã có rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc chúng ta uống những cái sản phẩm nghệ trôi nổi không có thẩm thấu được vào cơ thể mà nó kết tủa lại, nó thành ra những cái cục ở trong cơ thể đó quý vị. Và bắt đầu là phải tốn tiền để mà chữa cái bệnh đó nữa, mà dạ dày thì lại không được chữa hết. Ngày hôm nay là một phương thức để chúng ta có thể đảm bảo là bệnh dạ dày của mình có thể được hỗ trợ làm lành rất là tốt. Chưa kể là đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm quý vị ha, đảm bảo công dụng cho cơ thể, bởi vì chúng tôi có rất nhiều giấy tờ chứng nhận. Chẳng hạn như ở đây quý vị ơi, chúng tôi còn có đây chứng nhận đạt được tiêu chuẩn HACCP quý vị ha, HACCP đó quý vị. Đây là một cái tiêu chuẩn mà đảm bảo là cần phải vượt qua rất là nhiều những rào cản tiêu chuẩn khắt khe để mang đến tận tay người tiêu dùng quý vị ha. Rồi chưa kể là chúng tôi còn có gì nữa ạ, đã nhận được huy chương vàng quý vị nha. Đây là huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng luôn á quý vị, bởi vì chúng tôi đã mang đến những sản phẩm thật sự tốt cho người tiêu dùng. Và nội dung mà chúng tôi quảng cáo trong chương trình ngày hôm nay hoàn toàn đã được xác nhận nội dung quý vị nha, và cũng đã được chứng minh rất là nhiều về công dụng của sản phẩm này, liên quan đến một cái công dụng Huỳnh Ngân nghĩ là nghe qua quý vị có thể hình dung được khả năng chữa lành tốt của sản phẩm, đó chính là gì ạ? Dùng được cho người đang và sau quá trình hóa trị hoặc xạ trị. Rồi, người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, người đang trong quá trình làm lành vết thương hồi phục sau mổ và phụ nữ sau khi sinh. Đây đều là những đối tượng đang gặp những cái tổn thương ở các tế bào, và đây là sản phẩm mang đến sự làm lành, sự chữa lành rất là kỳ diệu ạ. Ngay trong ngày hôm nay khung giờ vàng này ở VTV Hyundai thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị sản phẩm, đó chính là một bộ hai hộp Procomin Air, mỗi hộp có 30 viên với giá 449.000 đồng, thì chúng ta lại được tặng một hộp cùng loại nữa đảm bảo chất lượng cho quý vị nè, đã được chứng nhận và đã được xác nhận công bố bởi Bộ Y tế. Và đặc biệt là Quỳnh Hoa muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là nano curcumin. Đây là một trong những tinh chất ở trong củ nghệ tươi và đã được gọi là tách là chiết bằng công nghệ nano hiện đại. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà nói về nano curcumin, nó giống như là tinh chất nano, nó nhỏ như vậy, nó sẽ gọi là vượt qua hết, lọt qua hết tất cả các tế bào của chúng ta để thẩm thấu một cách nhanh nhất, tốt nhất nè, phát huy tốt được những cái tinh chất, những cái hiệu quả tuyệt vời của nano curcumin, đảm bảo cho chúng ta về việc như là thanh lọc gan nè, mà ở trên báo chí nè, ở trên những cái phương tiện truyền thông đã đưa ra cho quý vị, rồi còn như thế nào nữa, bảo vệ niêm mạc dạ dày nè, rồi giúp cho những ai mà đang trong quá trình hoặc là sau quá trình hóa trị hoặc xạ trị, và đặc biệt là giảm nguy cơ u bướu do các gốc tự do gây ra nữa đó chị. Dạ, thật sự mà nói quý vị ơi, nói đến nghệ thì mình thôi khỏi cần phải bàn rồi quý vị ha. Nghệ tốt mà ông bà mình ứng dụng từ ngàn xưa đến bây giờ vẫn còn sử dụng. Nhưng tại sao mình không
kết hợp cùng với những sự đột phá từ y học quý vị để chiết tách ra được thành phần là nano curcumin, là một thành phần kháng viêm có trong củ nghệ nhưng lại được chiết tách bằng công nghệ nano hiện đại, cho nên nó siêu nhỏ luôn và nó cực kỳ dễ để thẩm thấu vào cơ thể. Mình hấp thu được những cái tinh chất tốt của nghệ một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và chỉ trong chương trình ngày hôm nay, quý vị mua 2 mới được tặng 1 thôi quý vị nha. Dù sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Procumin E của chúng tôi là được bán rất là nhiều trong các hệ thống nhà thuốc lớn và nổi tiếng, nhưng nếu mà quý vị ra nhà thuốc quý vị mua 1 hộp thì quý vị được nhận 1 hộp. Quý vị mua 2 hộp quý vị cũng chỉ nhận có 2 hộp thôi. Còn ở đây mua 2 nhưng mà được nhận tới 3 hộp lận quý vị nha. Và nó sẽ hỗ trợ cho quý vị trong cái việc gì ạ? Mình ngăn ngừa những cái căn bệnh nặng nề liên quan đến dạ dày. Từ cái đau nhẹ nhẹ mình bắt đầu có triệu chứng ở hơi thôi, mình sử dụng sản phẩm này là vừa rồi đó quý vị. Chứ để tăng nặng lên ha, khi bắt đầu mình bị đau rồi đó quý vị, nó sẽ trở thành loét nè. Loét lâu dài thì nó thành gì ạ? Nó có thể dẫn đến ung thư dạ dày luôn đó quý vị. Căn bệnh đó thì thôi không có ai mong muốn cả. Nhưng tại sao mình không bắt tay vào việc chăm sóc và bảo vệ cho niêm mạc dạ dày của mình ngay từ bây giờ đi ạ? Một cuộc điện thoại thôi, gọi cho chúng tôi đi, chúng tôi mang đến cho quý vị. Lần mua quý vị ha, mang về cho mình 3 hộp lần quý vị, mỗi hộp mình có 30 viên ha. Và mình sử dụng được khá là lâu dài ha. Và nếu mà quý vị dùng rồi, mình tin chắc là quý vị cảm nhận được cái công hiệu này rồi, thì quý vị sẽ nói: ôi, sản phẩm này nó đang quá tốt so với cái mức giá mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay. Dạ vâng, với giá trị là mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, thì sản phẩm Procumin E của chúng ta gồm có một bộ 2 hộp, mỗi hộp 30 viên, được tặng một hộp cùng lại với giá 449.000 đồng thì có thể giúp cho chúng ta bảo vệ được dạ dày của chúng ta nè, rồi thanh lọc gan nè. Và như quý vị cũng đã biết thì Procumin này đã được chứng nhận là GMP nè, đã được công bố và xác nhận bởi Bộ Y tế. Và tinh chất nano curcumin khi mà vào dạ dày của chúng ta có thể thẩm thấu vào trong các tế bào ở trong dạ dày nè, rồi chữa lành các chứng bệnh, các triệu chứng về dạ dày của chúng ta, giúp cho chúng ta có đời sống khỏe hơn nè, không có bị ảnh hưởng nhiều. Không chỉ riêng cho các bạn trẻ hoặc là những người thanh niên mà tất cả các lứa tuổi ở trong gia đình của chúng ta, những người mà có vấn đề về dạ dày đều có thể dùng được, bởi vì đây là sản phẩm đã được công bố và được xác nhận bởi Bộ Y tế, dành riêng cho những ai mà bị viêm loét dạ dày nè, hoặc là hành tá tràng nè, những người đang trong quá trình lành vết thương, phục hồi sau mổ quý vị ơi, và những người đang và sau quá trình hóa trị xạ trị, phụ nữ sau sinh nữa. Và quý vị biết đó, với cái việc chúng ta mua những cái gọi là bột nghệ hay là những cái chất nghệ mà người ta bán thành viên ở trên thị trường hiện giờ á quý vị, đôi khi là mình mua những cái sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc bán ở trên các trang mạng á quý vị, mình nghe nói là nhà làm ổn định ha quý vị ha, nhưng mà cuối cùng sao ạ? Mình mua về sử dụng mình có an tâm không, có những giấy tờ chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn cho quý vị không? Ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ giấy tờ cho quý vị nha, với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại quý vị nha, và được chứng nhận cái gì ạ? GMP, thực hành sản xuất tốt. Và với chứng nhận GMP này thì quý vị biết rồi đó, phải qua bao nhiêu là sự tiêu chuẩn nè, chọn lọc khắt khe nè ha, bao nhiêu là giấy tờ kiểm định từ cái khâu nguyên liệu cho đến cái khâu đóng gói và mang tới tận nhà của quý vị. Tất cả những điều này chúng tôi đảm bảo cho quý vị, và chúng tôi tin chắc là quý vị sử dụng, quý vị cảm nhận được những cái hiệu quả mà sản phẩm này mang lại thì quý vị sẽ cảm ơn, bởi vì đã xem được chương trình ngày hôm nay với mức giá tốt, với sản phẩm rất là xịn sò, và đặc biệt đó là gì ạ? Một cái sự đảm bảo an tâm cho chúng ta khi sử dụng, nhất là với những người mà đang trong quá trình hóa trị xạ trị nè ha, những người phụ nữ sau sinh là những người mới vừa mổ nè, với những cái người có dạ dày yếu nè, mà chúng ta uống những cái sản phẩm trôi nổi thì sao ạ? Nó quá là bất an đi, tại sao không mua ngày hôm nay? Mức giá chính hãng của chúng tôi đang được giảm rất tốt, ở chỗ là chúng tôi tặng cho quý vị thêm một sản phẩm nữa, chỉ có 449.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chắc chắn
sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi nhắc đến những cái chủ đề liên quan đến dạ dày thì sẽ có rất là nhiều ông bà ở nhà sẽ rất là quan tâm, bởi vì chắc hẳn là ông bà cũng có ít nhất là một người cháu đang có vấn đề về dạ dày. Cái này Huỳnh Ngân nói nghe có vẻ là quơ đũa đúng không ạ? Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại đi, ông bà nè, cha mẹ ở nhà có bao giờ thấy con của mình nè ha, đau bụng quá, ăn uống không ngon, hấp thụ kém đúng không ạ? Hoặc là thậm chí có những trường hợp là suốt ngày cứ ợ, hoặc là khi mà con học hành căng thẳng quá, đầu con nói là mỗi lần con học hành căng thẳng con cứ bị ợ. Huỳnh Ngân đây ạ. Huỳnh Ngân mỗi lần mà lúc mà còn trẻ đó, đi ra làm chương trình đó, đi quay những cái chương trình, những cái sự kiện quan trọng á, tự nhiên đứng trong cánh gà cứ ợ, bắt đầu ợ, và khi mà ợ đến mức độ nói không được luôn á quý vị. Rồi bắt đầu đó, từ từ những cái dấu hiệu mà ban đầu mình bỏ qua đó quý vị, bắt đầu nó tiến triển dần, nó nặng lên. Bắt đầu Huỳnh Ngân nói có một cái thời gian Huỳnh Ngân nói là ban đêm ngủ mà nó đau sau lưng á, trời ơi, đi trị xương sống quý vị, đi chụp X quang các kiểu, bác sĩ nói là xương sống khỏe không có vấn đề, sao đau lưng, còn trẻ mà tại sao đau lưng, mà đau ngủ không được, đau mà nửa đêm hả, mồ hôi con nó tuôn ra nè quý vị, bắt đầu lạnh. Nó đủ thứ triệu chứng khủng khiếp á. Rồi ban ngày thì sao ạ? Đang làm thì phải ngưng lại tại vì đau. Nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nó ảnh hưởng đến cái quá trình mình sản xuất và tạo ra của cải, nó ảnh hưởng đến cả tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, chỉ vì đơn giản là bị đau bao tử mà không biết. Bắt đầu biết rồi thì sao ạ? Bắt đầu phải đi chữa. Mà nếu mà những cái người mà có cái dấu hiệu ban đầu nó kéo dài quá mà người ta vẫn không phát hiện ra, về lâu về dài nó thành cái gì ạ? Nó có thể dẫn đến tình trạng là bị ung thư dạ dày luôn á quý vị. Mà quý vị nghĩ đi, đã ung thư rồi thì sao ạ? Bao nhiêu thứ đau đớn, bao nhiêu thứ khổ sở. Vậy thì tại sao mình không quan tâm hơn đến sức khỏe đi ha? Ông bà nè, cha mẹ ở nhà thấy con cái mình có những cái triệu chứng mà Huỳnh Ngân với là Quỳnh Hoa vừa kể thì mình mang về đi, bởi vì sản phẩm này thật sự là cần cho tất cả mọi đối tượng, những cái người mà bị áp lực về học hành ha, những cái người áp lực công việc ha, những cái người ăn uống không điều độ ha, những cái người thường xuyên sử dụng là rượu bia hay chất kích thích ha, những cái loại như là cà phê nè, chất nóng, chất cay, những cái muối mặn, muối chua đó quý vị, mình thường sử dụng những cái đó thì khả năng cao là mình cũng có thể dẫn đến những cái vấn đề về dạ dày. Cho nên thôi mình bảo vệ đi, phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Đúng Quỳnh Hoa rồi. Ha. Chị nói gần như là 70% là nói về đời sống gọi là thiếu khoa học của em. Em cảm thấy rất là buồn nhưng mà cũng rất là cảm ơn VTV Hyundai vì ngày hôm nay hai chúng ta có duyên với nhau để mà có thể giới thiệu sản phẩm này đến quý vị. Đặt mình vào vị trí là một trong những người đã từng bị dạ dày, không phải là đặt nữa mà thật sự là như vậy, thì Quỳnh Hoa cảm thấy rất là may mắn khi mà biết được đến sản phẩm này thưa quý vị. Pro Cumin Air, một hộp của chúng ta có 30 viên và chúng ta mua một bộ gọi là hai hộp như thế này, chúng ta được tặng thêm một hộp cùng loại nữa là có tổng cộng 90 viên. Thì tại sao chúng ta không dành thời gian để mà có cái cơ hội này quý vị ơi, chỉ trong 30 phút đồng hồ thôi để mà chúng ta chọn cái bộ này. Vì sao mà Quỳnh Hoa lại gọi là rất là hào hứng mà giới thiệu đến quý vị? Vì có tinh chất nano curcumin trong sản phẩm này. Tinh chất nano curcumin có trong củ nghệ tươi và có thành phần kháng viêm, giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được dạ dày của chúng ta nè, dành cho những ai mà gọi là lọc gan của chúng ta, dành cho đặc biệt dành cho những ai đang trong quá trình hoặc là sau quá trình xạ trị hoặc là hóa trị nữa. Bên cạnh đó thì nano curcumin để mà được gọi là tách là chiết ra thì phải dùng công nghệ nano cao, đã được chứng nhận GMP, đã được công bố và xác nhận bởi Bộ Y tế. Thì đây là một minh chứng đảm bảo cho quý vị là sản phẩm của chúng tôi đạt chất lượng cao, sản phẩm của chúng tôi có được những hiệu quả để dành cho quý vị một cách mong muốn. Và bên cạnh đó thì với giá cực kỳ ưu đãi như thế này, chúng tôi muốn mang đến cho quý vị những sản phẩm tuyệt vời như thế này. Dạ, vậy thì quý vị ơi, một lần nữa rất mong quý vị tin tưởng vào uy tín của VTV Hyundai, tin tưởng vào uy tín của sản phẩm này, một sản phẩm bán rất chạy trên thị trường và mong muốn mở rộng đối tượng khán giả đến với sản phẩm này á quý vị, cho nên chúng tôi mới có mức giá tốt này chỉ có trong chương trình ngày hôm nay thôi. Nhanh tay đặt hàng đi ạ. Thời lượng chương trình đến đây thì cũng đã không còn nữa rồi, rất là tiếc. Rất mong là quý vị có thể đặt hàng thành công quý vị nha. Ra ngoài nhà thuốc mình mua là một hộp chỉ được nhận một hộp, mua hai hộp cũng chỉ nhận được hai hộp chứ không nhận được thêm hộp nào đâu ạ. Chỉ có trong chương trình này nhấc máy liền thì quý vị mua hai được ba quý vị nha. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm đến sức khỏe của mình bằng cách là lắng nghe xuyên suốt cái chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và chúc mừng quý vị có thể đặt hàng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.